Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem lựa chọn mua nha. Đây, này những cây này. Đầu tiên là cây số 1. Đây. Số 1 là một cây ISO nha mọi người. Dài 4,5 m này. Đấy. Hôm nay toàn cần phíp thôi nha mọi người. Cần phíp thôi nha, chất liệu là phíp nha. Đấy. Để mình đãi cái cần này ra cho dễ lấy nát nha mọi người. Đãi cái đống cần này ra cho dễ lấy nát. Đây. Dài 4,5 m. Dàn khoan của nó đây. Dàn khoan Fuji đẹp nha mọi người. Khoan Fuji đẹp. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người. Năm lóng tất cả. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này 90%. Đấy. Bát Fuji FX7 nhé. Bát Fuji FX7. Này, cái cần này dài 4,5 m. Thu vào là 1,02 m. Đột là 2 ly, cân nặng là 300 g. Cái này số 1, 400 nhé. Số 1, 400. Số 2. Số 2 là một cái cần cần câu lục. Đây. Chất liệu là NGK nha mọi người. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Cái cần này thì ngoại hình của nó cũng còn rất là đẹp, cỡ 90% ấy. Nhưng mà nó có bị một điều là cái phần nhựa chỗ này này. Đây. Phần da nhựa ở chỗ này nó, đây, nó bị sổ nha mọi người. Đây, nhựa chỗ này hơi bị sổ đấy. Cần thì cái chất nhìn còn rất là đẹp. Bát Fuji FX7 này. Đây. Khoan bát còn ok nha. Khoan bát đều ok nha. Khoan bát đầu bu còn ok. Đấy, khoan Fuji. Đấy. Một lóng. Hai. Ba. 4, 5 lóng tất cả nha mọi người. 5 lóng. Đây. Cái cần này dài 3,9 m nè. Thu vào là 90 cm, đọt là 3 ly. Cân nặng 440 g. Số 2 giá 400 nghìn. Số 2 400 nha. Số 3 tiếp tục là một cây cần câu lục. Súp lục nha mọi người. Đấy. Chất liệu là phíp. Đây, cái cần này thì nó bị mắc cái nắp chân cần nhá. Mắc cái nắp chân cần nhá. Nó dài 3,5 m này. Thu vào là 90 cm, đọt 2,8 ly, cân nặng là 280 g. Đấy. 3,2 m rồi ta. Đây, đọt của nó khoan. Đây, khoan này Fuji. Cái này có phải Fuji không ta? Cái này những thay đọt cái gì rồi mọi người. Nó chuẩn đúng của nó là 3 m, bây giờ đo nó ra 3,2 m luôn. Đấy, đầu bu cũng Fuji nhé. Mấy cái khoan này mình nhìn xem thử. Đấy. Ok. Nhìn vẫn ngon lành cành đào. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đấy. Đấy. Nó dư là một đoạn tí như thế này thôi, do là bị mắc cái nắp đuôi. Ok. Bát Fuji FX7 này. Đấy. Cái cần này là số 3. 350 ngàn nha mọi người. Số 3 350. Số 4 tiếp tục là một cây cần súp câu lục. Đấy.
chất liệu là phíp nha mọi người, của thằng của hãng Daiwa này. Đấy. Daiwa dài 39 nha, dài 39. Nó ghi đây luôn, cứng 30 này. Đấy. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Dàn khoan để mình kiểm tra thử, dàn khoan Fuji nhé, khoan Fuji, khoan Fuji còn ok, không bể vỡ gì nha mọi người, khoan Fuji còn ok, không bể vỡ gì. Đấy. Bát Fuji FX7 này, thông số của nó tiếp, cần dài 3m9, thu vào là 1m16, đọt là 3,2 ly, cân nặng là 560 gram. Cái này cái số 4, 450.000 nhé. Đấy, cái phần đuôi của nó thì này, này su khô rồi, với lại chắc cũng bong tróc gì hơi dưới này. Đấy. Rồi tiếp theo là đợi tí nha. Tiếp theo luôn cái sắp xếp gì nữa đây. Cần Shimano nha mọi người, cần Shimano. Đấy, cần Shimano. Cần Shimano. Cái cần này dài 5m2. Đấy, thu vào là 109 cm. Đọt của nó là không biết nữa. Còn nó tí nữa, dưới này tí nữa có ghi rồi nhé. Nặng 560 ra. Đây. Dàn khoan của nó như thế này đây. Khoan kim loại, cái khoan này bị thay rồi này. Đấy, dàn khoan này thì về mọi người tốt nhất là nên thay luôn đi. Thay dàn khoan này đi nha mọi người. Còn không thì tùy ý, đánh ra. Đánh ra cho nó trơn nha. Đầu bu đa hướng này. Đấy. Đột. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cái trong này hơi xước, nó xước sát nha mọi người. Đấy. Bát FB8. Cái này dài 5m2, thu vào là 1m04, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 610 gram. Cái này cây số 5. Cái này bán 300 nữa, 300 nha mọi người, 300. Ở trong nó hơi xuất sắc nhé. Tiếp theo số 6. Bóc mấy cái thằng này ra. Đây, số 6 là một cây cần tay trợ máy Ryobi dài 2m4, 3 khúc nhé. Dài 2m4, 3 đoạn. Đây. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, đúng rồi. Khoan rồi còn ok nha mọi người, hoàn thiện. Khoan rồi còn ok, hoàn thiện luôn. Đấy. Bát FB5, cần Ryobi nha mọi người. Dài 2m4, thu vào là 90 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 110 gram. Cây này cây số 6, 350. Đấy, số 6, 350. Số 7 là cũng cây cần Ryobi luôn, cũng y cây nãy nhưng mà nó là 2m7, 3 khúc nha, 2m7, 3 khúc. Đấy. 3 lóng thế này. Đấy. Ok. 1, 2, 3, 3 lóng. Đấy, khoan được còn ok nha mọi người. Giờ khoan được còn ok. Bát cũng FS5 này. Dài 2m7, thu vào là 1m03, đọt là 1 ly, cân nặng là 120 gram. Đây là cái số 7. Số 7, 400 nha mọi người.
Nhắc đi nhắc lại là hôm nay toàn cần phíp thôi nha mọi người, không có carbon nha mọi người, toàn cần phíp thôi. Tiếp theo số 8 là cây cần Olympic, cần tay máy phụ, cần tay trợ máy đây. Đây. Cây này cũng khoan khuyết cũng còn ok nha. Đây. Một lóng, hai, ba, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Đây, bát FS6. Cần này dài 3m2, thu vào là 89cm, độ 0,8 ly, cân nặng là 160g. 160g nha mọi người. Cây này cây số 8. 380 nghìn. Tiếp theo số 9 lại một cây cần Ryobi nha mọi người, cần Ryobi. Đây, chất liệu là phíp. Đây. Mô hình của cây cần này khoảng ngoài khoảng 85-90% trở lên. Đây, đọt của nó đây. Rất là mảnh nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm. Năm lóng nha mọi người. Năm lóng. Ok. Bass Fuji FX5. Cần này dài 3m9, thu vào là 90cm, độ 0,8 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 9. Số 9, 350 nghìn nha mọi người. Số 10 tiếp tục là một cây cần tay máy phụ đấy. Đây, Ryobi. Cây này là 17H, cây lúc nãy là 13H nhé. Đây, mô hình của cái cần này cũng khoảng 85-90% trở lên. Đây, đọt cũng đọt mảnh đây nha mọi người. Ok. 1 lóng, 2 3 4 5 6 7 7 7 lóng. 7 lóng. Đây, có một cái khoang chỗ này nó bị bứt ra nè. Có khoang chỗ này bị bứt ra về người cọc lại nhé. Không sao cả. Cái khoang của gần tay máy phụ thì đơn giản. Đây. Bát Fuji FS6 nha. Fuji FS6 nha mọi người. Này, cái này nó dính keo rồi thôi nha mọi người. Đây, về vệ sinh cái lái ra đây nhá. Bị dính keo rồi người ta quấn để gói hàng ấy. Cần này dài 5m1. Thu vào là 86cm, độc là 0,7 ly. Cân nặng là 320g. Cái này cây số 10. Số 10. Số 10 400 nha mọi người. Số 10 400. Số 11 là cây cần tiếp tục cần tay máy phụ Ryobi 18H đấy. Bass Fuji FX6. Giới thiệu luôn. Cây cần này dài 5m4, thu vào là 1m04, độc 0,7 ly, cân nặng là 340 g. Đấy. Ngoại hình của nó cũng khá là ok, khoảng 80-85% nha mọi người. Chỗ này dính keo này, dính keo này, về vệ sinh là nó trôi thôi nha mọi người, dính keo đây. Đây, đọt của nó. Đây, mình coi mấy cái khoang.
lóng. Ba lóng. Bốn lóng. Năm lóng. Sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng tất cả. Sáu lóng. Khoan còn ok. Đấy, bát Fuji FS6. Cái cần này là cần số 11. Cần số 11. 400 nha mọi người. 11 400. Số 12. Số 12 là một cái cần Daiwa. Cần tay máy phụ Daiwa. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này cũng khoảng 90% trở lên, rất là đẹp. Đây, đọt của nó đây. Một lóng. Hai lóng, kiểm tra luôn mấy cái khoan. Ba lóng. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Tám lóng nha mọi người. Tám lóng. Đây, bát Fuji FX6. Cái cần này dài 6m 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 1 á. Thu vào là 93 cm, đọt là 0.8 ly, cân nặng là 480 g. Cái này cái số 12. 12. 500 nha mọi người, 12 500. Đây rất là mới đẹp nha. Rồi, nóng này nữa. Có một cái ISO đây nè, mình giới thiệu cái ISO này cho mọi người không ta. Số 13 đây. Số 13 là một cây ISO Ryobi. ISO Ryobi có tất cả là 6 lóng, dài 4m65. Đấy, 4m65. Đấy. Nó còn luôn cái đầu chụp. Khoan của nó rất là đẹp, khoan Fuji nha mọi người. Dàn khoan Fuji còn đẹp ok luôn. Con này ngoại hình khá là đẹp nhé. 85-90%. Đấy, đọt mảnh này. Đấy. 1 2 3 4 5 6. Cần ISO này có hai, thường có hai cái tính năng đó là mình cao ISO cũng được, còn không có ai thích thì dùng cái này làm cần tay cũng được nha mọi người. Cần tay đọt mảnh như cái này về làm cần tay được, cao như cần tay được nha mọi người, khỏe lắm. Hoặc là cao ISO, hay là xả làm cần tay đọt mảnh bình thường thôi, không sao hết. Đấy. Cái này là đọt số 1 này. Cái này là đọt số 1 nha. Bát Fuji FS6. Này, Ryobi. Cần dài 4m6, thu vào là 90 cm, đọt là 0.8 ly, cân nặng là 260 g. Cái này cái số 13. 13. 13 400 nha mọi người. Đây. 14. Đây. 14. 14 là một cây cần cao lăng xê. Đấy. Cao lăng xê 2 khúc nha mọi người. Cao lăng xê 2 khúc. Đấy. Chất liệu là phíp nha. Cái này thì cần này cao máy đứng nha. Cao máy đứng nha mọi người. Lăng xe gì, cái thân nó hơi nhỏ nhỏ, không biết cái này lua được không nhé. Đấy, có nói đúng không,
nếu mà không đúng lăn xe thì mà mọi người cứ comment trợ giúp nhé. Đấy, căn này dài 1m75 mà 1m75 chắc không lăn xe được. Căn này dài 1m75 làm đo thực tế nha mọi người, y của nó luôn ấy. Chắc cái này là khuôn khổ khoảng 1m8 đây. Thu vào là 88 cm, đọt 2,3 ly, đọt 2,3 ly, cân nặng là 140 g, khá là nhẹ nhé, 140 g. Cái này cái số 14 280. Đấy, khoan không lỗi lầm gì nha mọi người, dàn khoan không có lỗi lầm gì cả. Đấy, ok. Đây, số 15 là cũng 15 là một cái cần câu. Đây, lăn xe dài 2m1. Đây, đây cần này 2 khúc nhá, 2 khúc. Đây, đọt của nó đây. Cần này câu mấy nằm nha mọi người, cần câu mấy nằm. Đấy, khoan còn ok, dàn khoan còn ok nha mọi người, chất liệu là phíp. Đấy, khoan còn ok. Cần này của Daiwa nha mọi người, hiệu Daiwa. Đấy, này, nói gì hơi bị xước tóc xí sơn như này thôi. Đấy, Bass Fuji FS6. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m09, đọt là 1,2 ly, cân nặng 220 g. Cái này cái số 15. Số 15 400 nha mọi người, số 15 400. Số 16 là một cây cần lăn xe đây này, dài 2m1, 2 khúc này. Đấy, 2 khúc nhé. Đây, đọt khá là to nha mọi người. Đấy, cái cần này câu mấy nằm nha mọi người, cái cần này câu mấy nằm mấy ngang. Đấy, cái cần này hiệu Shimano, ngoại hình cũng còn khá là đẹp, chỗ này dính keo thôi này. Đây, dính keo giấy, nó dán keo giấy thôi, về mọi người lọc ra vệ sinh đi nhá. Đây, câu cần Shimano nha mọi người, Shimano. Đấy, bát vặn kim loại này. Đấy, cần này dài 2m1, thu vào là 1m08, đột là 3,2 ly, cân nặng là 400 g. Cây này cây số 16. Số 17. Đây, số 17 là một cây cần 3 khúc. Đây, cây này cũng dạng lăn xe hay lục gì đây, 3 khúc. Đây, khoan này thì câu lục nha mọi người, câu lục sấp. Đấy, 3 khúc nhé. Cái cần này thì mình nói luôn này, cái cần này như là chỗ này á, chỗ cái đọt này đây này, đúng ra của cái đầu bu nó phải nằm dưới này, nằm mà hình như nó bị gãy ngay ở đây luôn. Cái người ta nối luôn cái ống ở đây rồi nè, người ta nối luôn cái ống ở đây rồi. Còn nếu như mọi người về không ưng cái ống này á, người ta cũng nối là chắc rồi nha mọi người. Nếu mọi người về không ưng cái ống này thì mọi người gỡ chỗ này ra, cạo cái này đi, mọi người lấy cái đầu bu này xuống gắn ở đây là được nhé. Đấy, là mình nói luôn. Đấy, nó có lỗi chỗ đấy thì mình nói lỗi chỗ đấy cho mọi người, còn cái này thì thực ra người ta đã xử lý xong rồi. Đấy, ok, khoan là còn ok hết nha mọi người, dàn khoan rồi còn ok hết. Đấy, Bass FX7, cái cần này của Olympic nha, cần Olympic dài 3m3 này. Rồi, nối liền đoạn thành 3m35 chứ. Cần này dài 3m3, nguyên bản của nó là 3m3 mà hắn nối liền đoạn thành 3m35. Thu vào là 1m25, đọt là 3,7 ly, cân nặng là 410 g. Cái này cây số 17. 17 350.000 nha, 17 350.000. Số 18 là cái cần Ikeda cái đít gì đây. Này, đây mọi người, giới thiệu luôn, dài 1m6, thu vào là 90 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 140 g. Cái này cái
cái tay của nó, góc của nó trúc nha mọi người, góc trúc đây. Bass Fuji này. Đấy. FX6BB nhá. Dàn khoan này. Đấy, dàn khoan mình thấy còn ok. Đấy, chỉ có là cái đồng này nó sơn nhìn màu sơn lòe loẹt. Đấy. Sơn lòe loẹt để dễ nhìn hay sao mọi người. Sơn chỗ này tróc này, đọc đọc thủy tinh nhé, đọc thủy tinh. Ok. Rồi. Cái đọc dài hơn cái góc nhé. Đấy. Gắm vào luôn cho mọi người xem. Ok. Rồi. Ikada có biết gì đây. Rồi. Cái này cái số 18. Cái này 250.000. 18 250.000 nha mọi người. 18 250.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Đấy, mọi người mua hàng thì như thường lệ mọi người cứ liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 07 86 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship, và hàng của mình gửi đi á thì mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận nhé, xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Có gì thì mọi người báo cho bên mình ngay để đôi bên phối hợp cùng giải quyết, còn mình sẽ không chấp nhận những trường hợp mà cứ nhận hàng bừa không chịu kiểm tra xong rồi mới báo cho mình là bị này bị kia nhé. Đấy, có gì thì mọi người kiểm tra luôn rồi báo cho mình để giải quyết luôn ngay lúc đấy nha mọi người. Đấy, hôm nay thì quay 18 cây cần này. Đấy, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nhé. Và mọi người vào xem vui lòng cho mình xin một like nha mọi người. Đấy, ủng hộ cho mình.